chị đến với kênh Bonsai Nam Bộ. Hôm nay em xin giao lưu một lô phôi sam hương nha cô chú, mấy cây này to. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú qua số điện thoại là 0829 160 355. Rồi cây sam hương đầu tiên này có mã số là 121. Mấy cái đầu cắt em có bôi keo hết nha cô chú. Quanh em đo ở vị trí này là 52. 52 à. Chiều cao là 17, có gang tay em ha. Cây lùng lực. Rồi, tàn ngang là 30. Đường kính bầu là 25. Mã số 121. Cây này em xin giao lưu là 950.000, em bao ship ạ. Mã số 121. Rồi 122. Quanh thân là 38 rưỡi. Cây này gần 39 luôn, để 38 thôi. Chiều cao là 22. Tàn ngang là 37. Đường kính bầu 27. Rồi cây sam hương mã số 122. Cây này 1.500.000, em bao ship ạ. Rồi quanh em đó đây là 36. Chiều cao là 29. Đường kính bầu 27. Rồi cây mã số 123. Cây này 1 triệu em bao ship. Cây này nó có cái hốc ở trong đây nè. Nó có cái hốc ở trong đây nha. Không có bị gì hết nha. Mã số 123. Chiều cao là 22. Cái tàn ngang là 26. Mã số 124. Cây này 1.300.000, em bao ship ạ. Mã số 124. Quanh em đo ở đây là 41. 41 ạ. Chiều cao là 52. Đường kính bầu 30. Cây rất là dốc cây luôn. Số 125 ạ. Cái bầu rất là nặng nha cô chú. Mã số 126. Cây này rất là to luôn, đế nở luôn nha cô chú, đế nó chảy dài luôn. Cái dòng đế ha.
Và cái dòng đế em đo như vậy là 63. Đế nó chảy rất là đều luôn. Rồi em đo hoành ở đây. Ở đây là 46. 46 ạ. Chiều cao là 32. Cái đàn ngang là 35. Đường kính bầu là 30. Mã số 126. Cái này 1.700.000 em bao ship ạ. Số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào ạ.